Xin chúc mừng và chào đón các bạn tân sinh viên đến với khoa Dược trường Đại học Đại Nam. Các bạn tân sinh viên thân mến, ngày 14 tháng 8 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường Đại học Đại Nam đào tạo hệ đại học chính quy ngành Dược học. Đến nay, trường đã tuyển sinh được 10 khóa, 4 khóa sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, cung cấp cho ngành y tế hàng ngàn dược sĩ đại học chất lượng cao. Với nhận thức, dược học là ngành học đặc thù liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của con người. Mọi lý thuyết phải được minh họa bằng thực tế sinh động. Trường Đại học Đại Nam đã đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo ngang tầm với các trường y, dược lớn trong nước và khu vực. Cụ thể, khoa dược có trung tâm thực hành tách riêng với 4 xưởng thực hành thí nghiệm dược hóa hơn 50 phòng, 10 xưởng thực hành kỹ thuật với diện tích 1.000 m2 đạt chuẩn quy định của Bộ Y tế đối với cơ sở đào tạo dược sĩ đại học. Hệ thống trang thiết bị, máy móc thực hành nhập khẩu từ Anh, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản được đánh giá là hiện đại bậc nhất hiện nay. Nhà thuốc thực hành đạt chuẩn quy mô nhà thuốc GPP để sinh viên thực hành bán thuốc, thực hành kỹ năng giao tiếp bán hàng, thực hành về tư vấn sử dụng thuốc và thực hành về phân tích đơn thuốc. Hai vườn cây thuốc được xây dựng theo danh mục thuốc thiết yếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Hệ thống phòng lab đạt chuẩn phục vụ nghiên cứu khoa học sinh viên. Hệ thống giảng đường đa dạng diện tích, đầy đủ tiện nghi hiện đại. Hệ thống âm thanh, máy chiếu, máy tính, điều hòa đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của thầy và trò. Thư viện sang trọng, hiện đại, kết nối Internet tốc độ cao với hơn 10.000 đầu sách, giáo trình và tài liệu tham khảo. Chuỗi sân tập, nhà thể chất, khu thao trường, ký túc xá hiện đại ngay tại trường, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu học tập, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí của sinh viên. Hệ thống cơ sở thực hành, thực tập gồm các công ty dược, bệnh viện, các hệ thống nhà thuốc, trung tâm kiểm nghiệm, viện dược liệu, viện nghiên cứu. Cơ sở vật chất đảm bảo mọi lý thuyết đều được minh họa bằng thực tiễn, giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt, vận dụng kiến thức một cách nhanh chóng, hiệu quả. Khoa Dược trường Đại học Đại Nam tự hào quy tụ được đội ngũ nhân sự là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, dược sĩ chuyên khoa 1, giàu kinh nghiệm và tâm huyết từng giữ các vai trò quan trọng trong các bộ môn tại trường Đại học Dược, Học viện Quân y, Đại học Y Hà Nội. Cố vấn chủ tịch hội đồng trường về đào tạo sau đại học ngành dược là tiến sĩ Phạm Văn Nguyện. Tiến sĩ Phạm Văn Nguyện là một trong những cây đa, cây đề trong ngành dược. Thầy có hơn 45 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực dược học. Cố vấn chủ tịch hội đồng trường về đào tạo về ngành dược là dược sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Trung Khảm, nguyên phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Trưởng khoa dược là thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ Nguyễn Thị Vinh Huê. Tiến sĩ Nguyễn Thị Vinh Huê có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Đại học Dược Hà Nội và hơn 10 năm kinh nghiệm thực chiến tại các doanh nghiệp dược lớn. Phó trưởng khoa, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Bùng, nguyên giảng viên Đại học Dược Hà Nội với gần 40 năm kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực dược học. Phó trưởng khoa, dược sĩ chuyên khoa 1 Phan Việt Phượng, nguyên phó hiệu trưởng Đại học Dược Hà Nội. Phó trưởng khoa, tiến sĩ Ngô Thị Hồng Vân. Phó trưởng khoa, thạc sĩ Đỗ Hải Hà với kinh nghiệm giảng dạy, sản xuất, kinh doanh thuốc phong phú. Trưởng bộ môn cơ sở dược, tiến sĩ Phan Thục Anh, nguyên giảng viên Đại học Dược Hà Nội và Viện Chiến lược Bộ Y tế. Trưởng bộ môn hóa phân tích kiểm nghiệm, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên giảng viên Học viện Quân y 103 với hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu. Trưởng bộ môn hóa đại cường, vật lý hóa sinh, tiến sĩ Lê Thị Kiều Nhi, nguyên giảng viên Đại học Dược Hà Nội với hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu. Tiến sĩ Huỳnh Kim Thoa, trưởng bộ môn hóa hữu cơ, hóa dược, nguyên giảng viên Đại học Dược Hà Nội. Tiến sĩ Vũ Thị Trâm, trưởng bộ môn dược lý, dược lâm sàng có 45 năm kinh nghiệm giảng dạy và rất giàu kinh nghiệm thực tế. Thạc sĩ Đặng Thành Long, phó trưởng bộ môn quản lý kinh tế dược, có kinh nghiệm nhiều năm trong sản xuất và kinh doanh thuốc. Phó trưởng bộ môn thực vật, dược liệu, tiến sĩ Nguyễn Thị Sinh, nguyên giảng viên Đại học Dược Hà Nội. Thạc sĩ Phạm Thị Phương Dung, phó trưởng bộ môn báo chí công nghiệp dược, có kinh nghiệm giảng dạy và sản xuất, kinh doanh thuốc phong phú. Thạc sĩ Triệu Thị Hường Phó, trưởng bộ môn hóa đại cường, vật lý, hóa lý. Phó trưởng bộ môn hóa dược, thạc sĩ Vũ Văn Tuấn, giảng viên trẻ với kỹ năng giảng dạy được sinh viên chấm điểm cao. Thạc sĩ Lê Thị Thảo, phó trưởng bộ môn hóa hữu cơ, hóa dược. Các giảng viên trẻ của khoa dược rất giỏi chuyên môn, có kinh nghiệm thực chiến, nhiệt huyết. Mục tiêu đào tạo của khoa dược là đào tạo ra các thế hệ dược sĩ năng động, chuẩn mực, giỏi chuyên môn và giàu tâm đức. Chương trình đào tạo được thiết kế kéo dài trong 5 năm, gắn liền thực tế, học đến đâu thực hành đến đó và liên tục được rà soát, cập nhật. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình đào tạo của khoa dược đặc biệt chú trọng ngoại ngữ, kỹ năng mềm, công nghệ thông tin và thái độ chuẩn mực, những yếu tố giúp sinh viên thành công suốt đời. Khoa dược sử dụng giáo trình đào tạo dược sĩ đại học do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo xuất bản. Các giảng viên của khoa liên tục cập nhật kiến thức, biên soạn các giáo trình, tài liệu học tập. Đặc biệt,
Khoa Dược là khoa duy nhất có lớp chất lượng cao ngành dược với cơ chế sàng lọc sinh viên khắt khe và chế độ học bổng hấp dẫn 50%, 75% và 100% học phí. Lộ trình học tập của sinh viên ngành dược được thiết kế khoa học từ năm nhất đến năm thứ năm, được thiết kế từ mức độ cơ sở đến chuyên sâu, giúp người học đảm bảo các điều kiện làm việc sau khi tốt nghiệp. Năm thứ nhất, 25 tín chỉ, kiến thức đại cương và cơ sở ngành. Năm thứ hai, 30 tín chỉ, kiến thức đại cương và cơ sở ngành. Năm thứ ba, 36 tín chỉ, kiến thức ngành và chuyên ngành ở mức độ chuyên sâu, chuyên nghiệp. Năm thứ tư, 39 tín chỉ, kiến thức ngành và định hướng chuyên ngành theo thế mạnh của bản thân. Năm thứ năm, 25 tín chỉ, nhằm mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Khoa Dược đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp như Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, Viện Dược liệu Trung ương, Công ty Sản xuất Dược phẩm Lotus, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược phẩm Xuân Hòa, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược phẩm Phúc Hưng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Mediplantex, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Trở thành sinh viên ngành dược trường Đại học Đại Nam, các bạn sẽ có cơ hội nhận được học bổng khuyến tài trị giá 100% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất nếu có điểm trúng tuyển từ 27 điểm trở lên, 50% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất nếu có điểm trúng tuyển đạt từ 26 điểm trở lên. Ngoài ra, sinh viên ngành dược còn có cơ hội nhận được rất nhiều học bổng hấp dẫn khác như học bổng khuyến khích học tập hàng kỳ, học bổng lớp chất lượng cao ngành dược, học bổng doanh nghiệp và các giải thưởng nghiên cứu khoa học giá trị cấp khoa, cấp trường, cấp bộ. Kết thúc 5 năm học, sinh viên dược Đại học Đại Nam ra trường đạt được các chuẩn đầu ra về năng lực kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, khả năng học tập nâng cao trình độ và thái độ theo yêu cầu, tự tin đảm nhiệm các vị trí công việc như làm việc tại khoa dược các bệnh viện từ trung ương đến địa phương, làm việc tại các công ty sản xuất thuốc với các vị trí nghiên cứu sản phẩm, quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng, marketing, cung ứng, làm việc tại các trường y dược và các viện nghiên cứu dược, làm việc tại các trung tâm kiểm nghiệm, làm việc tại cơ sở kinh doanh dược, tự mở công ty, nhà thuốc tư nhân, làm cán bộ tại các cơ quan có liên quan đến dược như các cục của Bộ Y tế, Sở Y tế và các trung tâm y tế huyện. Mức lương khởi điểm của dược sĩ đại học từ 10 đến 15 triệu một tháng, tùy thuộc vào khả năng sẽ có mức thu nhập cao hơn. Kết quả khảo sát cựu sinh viên hàng năm cho thấy, hơn 90% sinh viên ngành dược tốt nghiệp ra trường có việc làm đúng chuyên ngành. Hiện nay, khoa đang tập trung phát triển khoa học công nghệ ngành dược, thành lập các viện nghiên cứu, viện dược liệu, khai thác tối đa các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ cho công tác giảng dạy, học tập, phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành đầy đủ, hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành địa chỉ dẫn đầu về đào tạo dược sĩ đại học tại miền Bắc đến năm 2025. Các bạn tân sinh viên thân mến, với ngành dược không chỉ là sự nghiệp, là miếng cơm manh áo, mà lớn hơn, đó là cơ hội để cứu người, để cống hiến cho sự bình yên của xã hội. Đại học Đại Nam vô cùng hạnh phúc được chào đón bạn và chắp cánh cho những ước mơ của bạn được trở thành hiện thực.